Xin chào tất cả các bạn, thì mình là sinh viên năm tư của trường Đại học Bách Khoa và hiện tại là mình đang tham gia thực tập công nghiệp 2, cái môn thực tập công nghiệp 2 của trường Đại học Bách Khoa ở trung tâm quản trị mạng Athena. Và cái đề tài cũng như dự án của mình hiện tại là đề tài của nhóm nghiên cứu và xây dựng hệ thống marketing online, và dự án của mình là đối với những khách hàng của Athena, cụ thể là trang thực phẩm Thông Thái. Và cái yêu cầu đặt ra là thiết kế và xây dựng các blog vệ tinh, các gian hàng, các mẫu đăng tin rao vặt để quảng bá sản phẩm dịch vụ của thực phẩm Thông Thái, tìm hiểu và sử dụng những kiến thức liên quan như là sale on page, web directory, email marketing, social booking và phần mềm iClick để nâng cao hiệu quả và năng suất công việc. Công việc của mình được phân công là thiết kế blog trên một số cái trang như là Blogspot, WordPress, Weebly và những cái trang blog của Việt Nam như là Zimmy, Tim, một số trang rao vặt khác như là Tầm Tay. Với mảng cần xây dựng là những cái thực phẩm, những cái sản phẩm, những cái thực phẩm chức năng của thực phẩm Thông Thái. Nội dung là tạo cái trang blog tiếng Việt và tiếng Anh với những đề tài trên, tức là quảng cáo những cái sản phẩm của trang Thông Thái. Ngoài cái việc xây dựng những cái blog thông thường là như là đăng ký tài khoản, khởi tạo một trang blog mới, cài đặt template, chỉnh sửa và thiết kế giao diện, đăng bài viết, mình cần được giao thêm các yêu cầu chính cũng như trọng tâm công việc là add fanpage, cài đặt thêm web chat, social profile, các link ảnh trong bài viết, các tag, các từ khóa của dịch vụ để trỏ đến landing page của trang thực phẩm Thông Thái. Cùng với đó là tìm hiểu và áp dụng những kiến thức về marketing online như sale, web directory, email marketing, social booking để hỗ trợ việc xây dựng web tối ưu hóa sản phẩm, làm ra đạt được năng suất tốt nhất, sử dụng các phần mềm hỗ trợ thêm như là iClick. Trong quá trình thực tập ở Athena thì mình có những cái thuận lợi và khó khăn nhất định. Thuận lợi đầu tiên là có nền tảng kiến thức ban đầu về HTML cũng như PHP thuận lợi trong quá trình làm web. Thứ hai là nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình từ phía thầy cô cũng như các anh chị, các bạn đồng nghiệp trong dự án. Được trung tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện tốt các kỳ thực tập trong suốt thời gian vừa qua. Trung tâm có cơ sở vật chất và môi trường làm việc thuận lợi, lịch thực tập sinh hoạt được cập nhật thường xuyên, những quy trình cũng như những công việc thực hiện. Bên cạnh đó thì cũng có một số những cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất của mình là kiến thức chuyên ngành cũng như là môi trường, do cái môi trường dự án làm việc thực tế nó chưa quen, và kiến thức của mình cũng chưa đủ sâu để mà hiểu cũng như làm tốt công việc của mình. Thứ hai là lần đầu làm quen với là sale marketing online nên cũng còn nhiều vấn đề lúng túng chưa quen, kỹ năng mềm còn chưa được tốt, cần hoàn thiện hơn. Và trên đây là những cái thuận lợi và khó khăn mà mình gặp phải trong quá trình tập. Bản thân còn gặp phải nhiều lỗi nhưng đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía thầy, có thể là thầy Hòa, thầy Cường, chị Minh và các anh chị trong trung tâm. Từ đó qua thời gian thực tập thì mình đã trưởng thành, học hỏi thêm được rất nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc thực tế. Thành quả đạt được sau thời gian thực tập là hiện tại thì mình đã linh hoạt hơn trong công việc, kỹ năng làm việc nhóm, hoàn thành được những công việc đã giao, biết lắng nghe và có thể hiểu được những cái tri thức mới cũng như là có thêm những kiến thức trong xử lý công việc cũng như là môi trường thực tế, hoàn thiện bản thân, biết xử lý lỗi khi gặp phải,
tin tưởng, học hỏi những gì ở người có kinh nghiệm hơn, có kiến thức phong phú hơn, kỹ năng làm việc độc lập, phân công công việc khoa học hợp lý. Và tóm lại là trong 2 tháng thực tập và làm việc ở trung tâm Athena, mình có nhiều hơn những cái kiến thức bổ ích, phong phú trong việc làm trong cái công việc thực tế, và sự nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người xung quanh. Đó chính là những cái điều vô cùng quý báu cho con đường của con đường của bản thân của mình thì sau này. Và do bản thân còn nhiều yếu điểm nên chưa thể hoàn thành tốt được công việc, đôi lúc có một số cái lỗi mà những cái sai lầm không tránh khỏi. Vì vậy kính mong sự nhận xét và đóng góp ý kiến đến từ phía các thầy và các bạn để cho mình có thể hoàn thiện hơn. Cuối cùng là xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến với thầy cô và anh chị đã giúp đỡ nhiệt tình trong thời gian vừa qua.